Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đường về Bến Giác. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở trong phòng thâu của chương trình radio và vào dịp này thì tại Hoa Kỳ đang có nhiều cái lễ hội. Chúng tôi gọi đây là mùa lễ hội là bởi vì ngoài Christmas còn có Tết Dương lịch. Và đối với phần đông những người sống ở tại đây thì là một mùa rất là bận rộn với gia đình, bận rộn với thu đạt quà biếu thiệp gửi cho người thân. Và hầu như có nhiều khi mình nghĩ rằng mùa lễ hội là mùa để nghỉ ngơi, để vui, nhưng mà với nhiều người thì mùa lễ hội là mùa tất bật, là mùa mà đôi khi phải căng thẳng rất là nhiều, bởi vì làm sao để làm vui lòng những người thân của mình, những người đồng nghiệp của mình hay là những người quen biết xa gần. Dĩ nhiên là ở trong nhiều năm gần đây đó thì chúng ta lại có điện thoại thông minh, và trong những ngày lễ thì chúng ta thường thấy người ta hay gửi cho nhau những cái thiệp mà qua text message, thì cái đó cũng gọn và chúng tôi thấy nó cũng hay. Mình nói với một người nào đó là chúc mừng năm mới mà chỉ là mình bấm cái rồi đi, rồi mình cũng không phải làm việc nhiều, nhưng mà họ cũng biết rằng mình đang nghĩ đến họ. Tuy nhiên ở trong ngôn ngữ chúng ta thì có câu là sanh sự thì sự sanh. Đôi lúc những gì mà chúng ta bày ra thì nó lại có một cái biến chứng của nó. Mình nghĩ là ban đầu nó chỉ có mục đích tốt thôi, nhưng mà nhiều khi nó cũng có những khía cạnh rất là tiêu cực. Chúng tôi nhớ khoảng chừng 10 năm trước đây, chúng tôi có một cái đề xướng là làm thế nào mà ngày Phật đản đó thì những người Phật tử Việt Nam của chúng ta nên bắt chước Phật tử Tích Lan, tức là vào dịp lễ Phật đản thì gửi cho nhau những cái thiệp để chúc mừng Phật đản. Và lúc đó thì chúng tôi có trình bày với chư tăng thì các ngài đều hoan nghênh việc đó, nhưng mà có một vị hòa thượng lại hỏi chúng tôi rằng thí dụ như tới mùa Phật đản mình bày mình gửi, nhưng mà lỡ mình không gửi ra rồi người ta có buồn không? Thì thay vì thôi vì thì tốt hết là mình đừng gửi, mình cứ gọi hỏi thăm là được, nhưng mà mình bày ra rồi mai mốt mình không làm rồi người ta làm còn buồn phiền nữa. Thưa quý vị, lời nói của hòa thượng làm chúng tôi chợt nghĩ một điểm là cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Và chính những cái quà cáp, những cái thiệp mừng và những cái lời chúc tụng mà nhân những mùa lễ hội đó, nó làm cho đời sống của chúng ta rộn ràng, tăng trưởng sinh khí, nhưng mà nhiều khi nó lại là một cái lý do để trách móc, để buồn phiền, và đôi khi nó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi. Nhất là những vị mà quảng giao, những vị mà có nhiều cái liên hệ, gia đình đông, ngoài xã hội cũng đông. Thì thưa quý vị, lâu lâu chúng ta cũng phải trở về lại với những giá trị căn bản của cuộc sống. Giá trị căn bản đó là tình người, đó là sự an lạc, đó là niềm vui. Và niềm vui thường khi là nó đến từ những cái gì rất là giản dị ở trong cuộc sống. Ngay cả ngày hôm nay chúng tôi nói chuyện với một số Phật tử thì cái quan hệ giữa cha mẹ và con gái trong gia đình đôi khi nó cũng trở nên rất là phức tạp, vì lý do là chúng ta có một cuộc sống có quá nhiều. Quá nhiều đến nỗi mà ngày xưa vào ngày Tết người ta chỉ làm một ít bánh mứt, ít tách trà đem lên để mà dâng lên cha mẹ, thì như vậy là cũng cảm thấy có hiếu, cảm thấy đầy đủ, cảm thấy vui. Bây giờ thì chuyện đó nó không thấm vào đâu hết. Bây giờ chúng ta lại nghĩ những chuyện lớn hơn, và đôi khi nó cũng có nhiều cái lấn cấn nhưng nó không có đơn giản. Thì như vậy đời sống con người thật ra nó là một sự tuần hoàn. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ cho tới khi chúng tôi lớn đó, thì cái thời trang á có khi nó rộng, có khi nó hẹp, có khi mà chúng tôi nhớ là nó rộng phùng phình, có những lúc mà nó là chật bó sát người, nhưng mà hết rộng rồi hẹp, hết hẹp rồi rộng, đó là cái sự xoay tròn lẫn quẩn như vậy. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà cái giai đoạn này là giai đoạn mà con người bày vẽ nhiều, lại chất chứa thêm nhiều. Và dĩ nhiên là trong cái sự phát triển của xã hội thì nó có những sự việc
nó không giống như nhiều năm về trước. Ví dụ như là một cái căn bệnh của thời đại ngày hôm nay đó là căn bệnh của sự dư thừa calorie ở trong thức ăn, dư thừa đồ xài ở trong nhà, phải có cái kho để chất chứa dư thừa ở trong những cái bao nhiêu là cái quan hệ xa gần. Nhiều khi những thứ đó nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng mình có quá nhiều điều để bận tâm, thì làm gì làm một điểm mà với cái kinh nghiệm ở trong đời sống tu tập á, thì cho chúng ta thấy là chúng ta luôn luôn phải trở về lại với cái gốc, và cái gốc là chúng ta hỏi rằng điều đó là điều mang cái tính cách tất yếu như thế nào, cái trọng tâm của nó là như thế nào. Chúng tôi nhớ rằng ngay cả thời Đức Thế Tôn còn tại thế cũng có một sự kiện, đó là một vị tỳ kheo nghĩ đến chuyện học Phật pháp đó, thì được giới thiệu học về kinh, học về luật, học về A Tỳ Đàm, và vị này cảm thấy là đi vào chùa tu mà học cái nào cũng nhiều, học cái nào cũng trở thành cái điểm mà đa đông bận rộn, và cuối cùng được đưa đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật dạy rằng nên tập trung để gìn giữ tâm ý của mình cho được thanh tịnh. Và khi mà vị này đi vào cuộc tu gìn giữ tâm ý thì bây giờ vị này lại cần đến Phật pháp, cần đến kinh, đến luật, rất là cái vòng luẩn quẩn, phải không thưa quý vị? Tất cả chúng ta đều như vậy hết, và chúng ta cần rất nhiều thứ, nhưng mà đồng thời Đức Phật luôn luôn nhắc là chúng ta phải đặt lại trọng tâm là cái gì chính của cuộc sống. Thì đây là mùa lễ hội, một mùa mà chúng ta rất là bận rộn trong cái quan hệ gia đình xã hội, và chúng tôi nhớ ngày xưa chúng tôi có đọc một tác phẩm của bà Dorothy Carnegie mà học giả Nguyễn Lê dịch sang tiếng Việt đó. Thì bà có nói một điểm như vậy là ở trong tất cả những cái quan hệ của con người thì cái mà cần nhất, cái trọng điểm mà cần phải lưu ý nhất là sự chân thành, và riêng với Phật pháp thì điều quan trọng ở trong cuộc sống đó là chúng ta có cái từ tâm với nhau. Từ tâm được hiểu là một cái thiện chí mong mỏi cho người khác được an lạc, và ở trong cái tâm từ của đạo Phật thì cũng đặc biệt nói đến một khía cạnh mà cũng làm cho nhiều người ngạc nhiên, đó là muốn cho người khác an lạc thì bản thân của mình phải an lạc. Và nếu bản thân của mình mà bị nhiều cái căng thẳng, bị nhiều phiền toái thì chúng ta rất là khó mà mong mỏi cho người khác được an lạc. Và vì vậy một món quà mà quan trọng nhất cuộc đời đó là tâm từ, là cái gì rất là chân thành. Nhưng mà để đó có được tâm từ với người khác thì chúng ta rất là cần để có cái tâm từ với chính bản thân của mình. Và thưa quý vị, cũng mong rằng trong cái ý nghĩa khi mà chúng ta nói về tâm từ thì cho dù là một món quà, một tấm thiệp hay là một lời chúc lành ở trong mùa lễ hội, nếu chúng ta gói ghém ở trong đó cái từ tâm, tức là một cái sự mong mỏi rất là chân thành cho người đó được an lạc, được tốt đẹp, thì đối với đạo Phật điều đó vẫn có giá trị. Còn nếu như chúng ta tặng món quà đắt tiền, mua một tấm thiệp rất đẹp và nói những lời rất là hoa mỹ, nhưng mà ở trong đó nó không có cái ý tưởng chân thành mong cho người khác được an lạc, thì chúng ta thiếu đi cái chất liệu của từ tâm, và điều này là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì chúng ta làm rất nhiều nhưng mà giống như là mình bỏ nhiều thời giờ để nấu một nồi xôi, nhưng mà chúng ta nấu lại nó không có đúng cách thì nó lại không có ngon, nó không có mang lại lợi lạc. Mùa lễ hội ở trong cái nhìn của người một vị tu sĩ thì chúng tôi cũng tin rằng nếu có cái ý nghĩa nào đó mà chúng ta có thể làm được, đó là mùa của tu tập tâm từ. Quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đường Về Vấn Giác. Đại Huấn Cương, chúng ta là người Việt, và một số lớn người Việt sống tại Hoa Kỳ là Phật tử. Khi mà mùa lễ hội tới, mùa lễ hội mang đậm chất của Kitô giáo, của nền văn hóa Hoa Kỳ, và nó có nhiều cái lớp dày của văn hóa, từng lớp này sang mảng, mảng này sang mảng khác, văn hóa khác nhau. Có những người quan điểm như vậy là chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta nên
cố gắng gìn giữ lấy cái gì của người Việt Nam. Nếu chúng ta vui theo cái vui của những nền văn hóa khác, hoặc giả là chúng ta hòa nhập với cái không khí của tôn giáo khác đó, thì đôi khi dần dà chúng ta sẽ mất đi cái chất của người chúng ta là người Việt Nam đi. Nhưng mà cũng có những người nói rằng cái tinh thần hài hòa nó là một cái sắc thái của người Việt Nam, như là chúng ta đã từng có cái chủ trương là tam giáo đồng nguyên, hoặc giả là chúng ta sống với xứ người, mà nếu chúng ta tiếp tục trở thành một ốc đảo biệt lập đó, thì trong nhiều năm ấy, không những là chúng ta bị đào thải khỏi xã hội mà chúng ta cũng mất đi những đứa con cháu trong gia đình, tại nó lớn trong nền văn hóa xứ này. Thật ra mình sống nhập gia tùy tục ở mỗi một cái quốc độ, mỗi một nền văn hóa thì có cái gì đặc biệt, và nếu chúng ta sống được mà chúng ta hòa nhập được thì đó cũng là điểm nên. Thì đã hứa suy nghĩ sao về điểm này? Giờ chúng ta là người Việt Nam, là người Phật tử, mà trong mùa lễ hội như vậy thì chúng ta có nên hòa cái niềm vui của mình cùng với niềm vui của tất cả mọi người ở đây mà không có phân biệt về tôn giáo, về văn hóa không? Xin mời được. Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Thượng Tọa và Đại Đức Nguyên Thông, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa Bạch Thượng Tọa, thì con thì có nghĩ là như thế này, cái ngày lễ Giáng sinh sắp tới chỉ còn có vài ngày nữa thôi, thưa Thượng Tọa, cũng như là một tuần lễ nữa, sau nữa thì tới cái ngày lễ Tết dương lịch. Nhưng mà riêng cái vấn đề mà về lễ Giáng sinh thì thưa Thượng Tọa, ngày xưa đó, nó đóng khung ở trong phạm vi của những người tín hữu của Kitô giáo. Nhưng mà con thấy trong vòng 10 năm, 15 năm sau này đó, cái lễ Giáng sinh nó không có còn nằm trong cái phạm vi của người tín hữu của Kitô giáo nữa, mà con thấy gần như là nó biến thành một cái lễ hội chung cho tất cả mọi dân tộc ở trên toàn thế giới. Là bởi vì những người nào mà đi theo của Kitô giáo đó, thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà họ ăn mừng được Chúa hài đồng ra đời. Còn tất cả những cái quốc gia khác, con thấy ngay cả, bởi vì năm ngoái con được coi ở trên các cái TV nó chiếu lại cái ngày lễ hội Giáng sinh ở trên khắp thế giới đó, thì ngay cả những cái quốc gia Hồi giáo mà họ cũng ăn mừng cái lễ Giáng sinh. Họ ăn mừng lễ Giáng sinh đây không có nghĩa là họ ăn mừng lễ chờ là Chúa ra đời. Thế nhưng mà cái lễ Giáng sinh nó biến thành một cái lễ hội vui chơi cho tất cả mọi người trên thế giới. Mà đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, cái ngày lễ hội cuối năm như thế này đó, nó làm cho cái con người ta nó có được cái thời gian nghỉ ngơi, vui chơi để mà xả bỏ tất cả những cái áp lực cho đời sống hàng ngày trong suốt cả một năm qua. Vì vậy thành ra con thấy cái đó là một cái điểm hay, là bởi vì tôn giáo ngày hôm nay nó không có còn được đóng khung trong một cái phạm vi hay là một cái quốc độ nào hết, nhưng mà nó đã lan tràn ra và tất cả mọi người đã biến thành một cái lễ hội của tôn giáo thành là một cái lễ hội của dân gian cho tất cả mọi người cùng vui hưởng. Thì con thấy cái đó là một cái điểm rất là tốt. Bởi vì nó không có một cái gì là hại cho bất cứ ai, mà dù là những cái người đó có là tin ở vào Chúa Giêsu hay là không tin. Đó, nhưng mà cái mà người ta được relax, người ta được nghỉ ngơi, người ta được vui chơi, người ta thăm hỏi nhau, người ta chúc mừng nhau, tất cả cái điều đó là những cái niềm vui đó, thì con nghĩ là chúng ta cũng phải trân quý nó và cũng đi theo nó. Còn riêng đối với người Việt Nam của chúng ta đó, thì thưa Thượng Tọa, con thấy đó, ngay cả người Việt Nam ở ngay trong nước bây giờ đó, tới cái ngày lễ Giáng sinh họ cũng ăn mừng, có những cái lễ hội tổ chức rất là lớn lao. Còn đối với những người Việt Nam mà chúng ta đã rời đất nước Việt Nam đi sau năm 1975, đi ra ngoài quốc ngoại này đó, thưa Thượng Tọa, bởi vì đó, là mình đã sống với hai cái văn hóa, một cái văn hóa của người Việt chúng ta mang theo từ quê hương và một cái văn hóa của dân tộc ở tại địa phương này á, thì chúng ta không có một lý do gì mà chúng ta đóng khung ở trong cái phạm vi của văn hóa của chúng ta. Nếu mà như vậy đó, thì chẳng những không được khá hơn, nhưng mà chúng ta sẽ càng ngày và càng lui dần, mà đặc biệt nhất là đối với con cháu của chúng ta. Sinh ra và lớn lên ở cái xứ sở này đó, nó được hấp thụ, nó được học hỏi ở xã hội cũng như là học đường ở tại cái văn hóa của Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta phải nói là
con em của chúng ta đó bị ảnh hưởng và nó nặng với cái văn hóa của tại Hoa Kỳ hơn là đối với văn hóa Việt Nam. Vì vậy thành ra chúng ta là những cái thế hệ đầu tiên mà đã đi qua bên này đó, mình phải nương theo cái chuyện đó. Cái quan trọng của cái vấn đề ở chỗ này là làm sao mình sống trong một cái văn hóa của một đất nước khác mà mình vẫn còn giữ được cái văn hóa của đất nước Việt Nam của mình, mà nhất là mình duy trì được cái văn hóa đó cho các cái thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư và sau này nữa, chúng ta không có bị mất gốc mà chúng ta hòa đồng được. Con nghĩ đó là cái điểm son của người Việt Nam của chúng ta đó, bạch thưa thượng tọa. Vì vậy thành ra đối với con, quan điểm của con đó là mình phải nhập gia tùy tục, mà nhập gian thì phải tùy khúc. Vì vậy thành ra mình nên hòa đồng, đó là cái tốt nhất. Thế nhưng cái hòa đồng không có nghĩa là mình đánh mất cái văn hóa của chúng ta mà mình luôn luôn phải giữ, thính bạch thượng tọa. Cảm ơn đại hữu Nguyễn Cương. Thưa quý vị, có lẽ là tất cả chúng ta có rất là nhiều điều để thao thức cho cuộc sống, nhưng những thay đổi, và đặc biệt là thay đổi về thời gian, chúng ta chuẩn bị cho năm mới sau tân niên dương lịch thì chúng ta lại có Tết Nguyên Đán để đón mừng năm âm lịch. Thưa quý vị, tuần tới thì chúng tôi sẽ có một bài nói chuyện liên quan đến chuyện tiễn đưa năm cũ. Ở trong tuần lễ này, chúng tôi xin đặc biệt dành thì giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay để gửi đến quý vị một số những tin tức Phật giáo mà chúng tôi nghĩ rằng cần lưu ý trong tuần vừa qua. Chính chức là Viện Bảo tàng ở London của Hoàng gia Anh Quốc đang có một buổi triển lãm rất là đặc biệt liên hệ đến Phật giáo, đó là những tác phẩm điêu khắc hội họa của nền học thuật Amaravati. Amaravati một cách rất là tình cờ đó lại được chỉ cho một cái nền nghệ thuật đối ngược lại với Gandhara. Gandhara thì là nền là một nền nghệ thuật Phật giáo ở phía tây bắc của Ấn Độ, còn Amaravati lại phía đông nam. Nền văn minh, nền nghệ thuật Gandhara thì có mặt ở tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 sau khi Đức Phật viên tịch. Trong khi đó nền nghệ thuật của Amaravati thì được xem như là cao điểm vào thế kỷ thứ nhất và của Tây Lịch và kéo dài khoảng chừng 120 năm. Amaravati được biết ngày nay là một trung tâm được nằm ở tại Andhra Pradesh, cũng là một tiểu bang vùng đông nam của Ấn Độ. Thưa quý vị, đã có một thời kỳ mà nền hội họa điêu khắc của nơi này đã lan rộng sang tận những nơi mà chúng ta gọi là Madhya Pradesh mà ngày nay với Đại Tháp Sanchi. Thì đó là một thời đại mà Phật giáo cực thịnh về phương diện nghệ thuật. Ở trong danh từ của kinh điển gọi là tượng pháp, và tượng pháp để đối lập với cái từ ngữ gọi là chánh pháp. Chánh pháp là thời kỳ của những lời dạy của Đức Thế Tôn được tứ chúng thọ trì qua cái ý nghĩa và áp dụng trong đời sống hàng ngày. Sau khi chánh pháp đã cực thịnh ở trên quê hương Ấn Độ 500 năm đầu sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, thì cái thế kỷ thứ nhất người ta chứng kiến một cái thời kỳ gọi là thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ tượng pháp là thời kỳ mà những giá trị, những ý nghĩa của Phật pháp á, được minh họa qua các tác phẩm nghệ thuật. Người ta bắt đầu học người Hy Lạp để tạc những pho tượng Phật mang cái tính truyền chân, và những bích họa, những phù điêu ở trên các cái động thạch khắc là càng ngày càng được ưa chuộng, và hầu như những ngôi tịnh xá, những tu viện mọc lên khắp nơi ở Ấn Độ đều rất là chú trọng đến những tác phẩm nghệ thuật mà chúng ta gọi là tượng pháp. Và ngày xưa có một lời dạy của Đức Phật, đó là khi mà tượng pháp xuất hiện và hưng thịnh thì chánh pháp lại biến mất. Là lúc đó người ta quá chú trọng đến sắc tướng, đến âm thanh, đến những đường nét ở bên ngoài, mà người ta lại quên đi
đôi khi người ta lại quá nặng về những cái hình thức mà quên đi cái nội dung chân thật. Nhưng mà một điều rất là thú vị, thưa quý vị, vào thời xưa đó, thì chính cái sự phát triển mạnh mẽ của nền học thuật tiêu biểu ở tại Ấn Độ là trong thời đại Sông Há, thời đại Guptas, thời đại Pala, và ở Nam Ấn thì chúng ta có Amaravati, thì lại là thời kỳ báo hiệu cho sự suy tàn của Phật giáo. Phật giáo đã tồn tại trên đất nước Ấn Độ 1.700 năm, thì 500 năm đầu là thời kỳ của đạo Phật Nguyên Thủy, 500 năm tiếp theo là một đạo Phật nặng về triết lý, và 700 năm còn lại là Phật giáo nặng về nghi lễ, về tín ngưỡng dân gian. Nhưng mà rồi ngày hôm nay thì người ta lại làm một cuộc triển lãm ở tại Anh Quốc. Và công triển lãm này có một số các nhà mạnh thường quân, những người đã sưu tập những tác phẩm về điêu khắc và hội họa của nền văn học Amaravati. Thật ra thì người Anh trong suốt gần 3 thế kỷ chiếm Ấn Độ làm thuộc địa đó, họ đã khám phá ra rằng Ấn Độ có một chiều dày lịch sử đáng kinh ngạc. Và trong chiều dài lịch sử đó có rất là nhiều những tác phẩm về văn học, nghệ thuật, điêu khắc mà sau này nó trở nên vô giá. Và chính điều này, người ta đã khai quật một cách không có thương tiếc những công trình cổ. Và dĩ nhiên là với bây giờ là trong cái chủ nghĩa thuộc địa đó, người ta đã phát tán, người ta đã bán đi, đôi khi bán mắc bán rẻ những tác phẩm nghệ thuật này. Và chính những công trình này lại rơi vào tay của những nhà sưu tập đồ cổ của Âu Châu. Và người Anh dĩ nhiên là đó là vùng đất thuộc địa của họ, nên họ có rất nhiều cơ hội để sưu tập một cái số lượng lớn những tác phẩm này. Đối với nhiều người thì lịch sử cũng như là các cái diễn biến của một quốc gia đó, cái nào thì nó cũng có cái lợi và nó có cái bất lợi của họ. Một số người cho rằng chính những người Anh họ đã khai quật những công trình cổ và đã bán đi cho những nhà sưu tập của người Anh lại là một cái yếu tố để mà gìn giữ lại những điều mà lẽ ra nó bị thất thoát, nó bị hỏng đi vì sự thiếu bảo quản, vì cái lòng tham của những người sau này. Và nhờ vậy ngày hôm nay người ta còn thấy được những tác phẩm rất là quý giá này được trân tàng ở tại những cái viện bảo tàng nổi tiếng của Anh Quốc. Và dĩ nhiên là người Anh họ đã chứng tỏ rất có trình độ ở trong việc bảo quản những tác phẩm này. Khi mà chúng ta nhìn vào những tấm ảnh liên quan đến cuộc triển lãm thì một con số rất lớn là phù điêu. Amaravati là một nền nghệ thuật mà đã để lại những phù điêu bất hủ, ở trong đó ảnh hưởng nhiều công trình lớn của Phật giáo như là Đại Tháp Sanchi chẳng hạn. Và những phù điêu này thông thường, thưa quý vị, người ta rất là khéo để trong một bức tranh mà có thể minh họa được cả một câu chuyện. Và những câu chuyện này lại là những quyển sách mở rộng cho nhiều thế hệ đến thưởng lãm, học hỏi và ghi nhớ. Có một lần chúng tôi đi với một vị giáo sư người Ấn Độ và một học giả người Thái Lan đi sang thăm một động thạch khắc ở miền Nam Ấn, tức là ở Ajanta Lora. Thì vị giáo sư người Ấn này nói một điều rằng ngày hôm nay chúng ta đến thạch động này thì thạch động là thạch động, những cái phù điêu là những phù điêu, nhưng mà thời xưa, rất xưa, thì ở đây là một thư viện mở rộng và người ta không có sách để cho người ta mượn. Nhưng mà đến đây thì mỗi một bức họa nó là một câu chuyện, và mỗi một câu chuyện là mang những cái giá trị rất là lớn về đạo lý, về ý nghĩa. Chỉ có khác một điều là khi chúng ta đọc sách bây giờ đó, thì việc mà đi tìm chú thích hay là lật từ trang này trang kia thì chúng ta có rất nhiều trang sách. Ngày xưa trong một bức tranh mới đó, thì cần có một người hướng dẫn, nói nhiều, nói rõ và một cái chi tiết để cái người thưởng lãm những cái bức phù điêu, những bức bích họa đó có thể cảm nhận được giá trị thực sự của bức tranh. Và dĩ nhiên đây là vai trò của những nhà sư, những nhà sư vốn quen thuộc với Phật pháp, với quen thuộc với nghệ thuật.
Và cũng với một cũng trong câu chuyện lần gặp gỡ đó thì một nhà sư người Thái Lan là một học giả của Đại học Mahachulamkorn có góp ý với chúng tôi rằng thật ra ban đầu đó thì những nhà sư và kinh điển sẽ ảnh hưởng các nghệ nhân. Lấy ví dụ như là mô tả về 32 đại trưởng phu tướng của Đức Thế Tôn đã là một cái bản hướng dẫn để cho các nghệ nhân phải tạc tượng Phật như thế nào. Nhưng mà dần dà lâu ngày rồi, chính những nghệ nhân đó lại ảnh hưởng ngược lại với Phật giáo. Ban đầu thì họ được kinh điển ảnh hưởng đến nghệ nhân, và sau này nghệ nhân lại ảnh hưởng ngược lại. Ở trong một tiến trình đó là một số lớn quần chúng đến để mà thưởng lãm các bức tranh, những tượng phù điêu này, họ lại học Phật Pháp từ đó, và họ đón nhận Phật Pháp từ đó. Và do vậy không có gì ngạc nhiên khi mà các cái triều đại của những vị vua hộ Pháp rất là nổi danh trong Đạo Phật, như là vua Kani Sắc, hay là vua những triều đại của vua Ba La, vua Gấp Tá, Sông Há, kể cả triều đại Mauryan, triều đại Khổng Tước, thì thưa quý vị, người ta đã cố gắng để sử dụng những nghệ nhân, những nhà điêu khắc, những cái nhà vẽ tranh bích họa đó để ảnh hưởng cái nhìn tư tưởng của quần chúng, từ giáo lý nguyên thủy sang giáo lý tam thân, từ những cái ý niệm mà thành trì giới định tuệ qua đời sống của Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo, thì người ta lại hướng mọi người đến một cái đời sống nhập thế và một cái người hành đạo, có thể là biểu hiện của một cư sĩ. Đó là một hình ảnh của Kinh Bổn Sanh, những câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Và những câu chuyện Kinh Bổn Sanh này đã được những nghệ nhân đưa đến một cao điểm, mà có lẽ là ảnh hưởng từ Amaravati sang đến các đảo của bây giờ chúng ta gọi là Indonesia, mà ngôi chùa vĩ đại, một kỳ quan của thế giới là Borobudur lại có thể chuyên chở cả hàng hơn 500 câu chuyện, câu chuyện Kinh Bổn Sanh ở chung quanh một ngôi đại tự. Thì phải nhận rằng đó là một thời đại mà nghệ thuật được tận dụng tối đa để chuyên chở giáo pháp, để thành làm những cái thư viện mở. Thưa quý vị, có một câu hỏi mà người ta đặt ra rằng ngày xưa đó thì chính sự xuất hiện của tượng Pháp đó, thì làm cho chánh Pháp suy tàn. Nhưng mà phải chăng là ngày hôm nay chính cái sự bảo lưu của những cái tượng Pháp, những bức tranh, những pho tượng, những phù điêu đó lại là một lần nữa đánh động được cái tâm thức của nhân loại về một cái nền, một cái nguồn minh triết rất là xa xưa. Thì đây cũng tùy vào mỗi người thôi. Tùy theo mỗi người, rất là khó để mà chúng ta có thể khẳng định một chiều. Dĩ nhiên là ở một thời nào đó thì nhiều người nói như Kinh Kim Cang là dĩ sắc tướng cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhược nhân hành tà đạo bất đăng ký Như Lai, không thể nào mà cảm nhận được pháp tánh chân thực của một vị Phật, thế nào là ảnh Phật qua âm thanh và sắc tướng. Nhưng mà bây giờ thì nhiều người đó lại cũng nghĩ rằng chính nhờ âm thanh sắc tướng đó, lời kinh tiếng kệ và những pho tượng nó lại đưa chúng ta trở về gần với Phật Pháp. Thì mỗi một thời đại đều có một quan niệm khác nhau. Nhưng mà có một giá trị mà từ xưa cho đến bây giờ dường như nó vẫn mang một cái ảnh hưởng rất lớn. Điều đó chúng ta gọi là nghệ thuật. Nghệ thuật xuyên suốt trong thời gian. Nghệ thuật ở đây bao gồm một cái phạm vi rộng lớn từ điêu khắc, kiến trúc, hội họa, âm nhạc. Và đặc biệt là chúng ta phải nói đến kịch nghệ. Ví dụ như là ở tại các quốc gia Phật giáo như Thái Lan, Miến Điện, thì những cái câu chuyện bổn sanh được chuyển thành tích, thành tuồng, thành chuyển phim nữa. Và chúng ta đến Ấn Độ ngày nay, những câu chuyện về đàn Amphapali, về tướng cướp lấy ngón tay người sỏ lập tràng hoa như tướng Angulimala, đã là những câu chuyện truyền đời. Nó trở thành những tấm cám ở trong nền văn học truyền khẩu của Ấn Độ. Và nhiều khi người Ấn Độ họ nghe câu chuyện xưa về một kỹ nữ hoàng lương, về một tướng cướp lập địa thành Phật. Điều đó người ta cũng không nghĩ đến là đến từ Phật giáo. Nhưng mà quả thật tất cả những câu chuyện đó đã là một cái nguồn cảm hứng vô tận. Có một lần chúng tôi sang bên Ấn Độ,
và đến một cái hồ cách cõi Bồ Đề của Đức Thế Tôn khoảng chừng hơn 2 cây số, hồ đó gọi là hồ Mujalin đó. Thì ở trong kinh nói rằng vào cái tuần lễ thứ 6 sau khi thành đạo thì Đức Thế Tôn đã đến đó, ngồi bên bờ hồ, và trong 7 ngày mà ngài thiền tọa và yên tĩnh đó, thì có một buổi mưa to gió lớn và có một con mãng xà rất là lớn đã quấn chung quanh người ngài và dùng cái đầu để che mưa cho ngài. Câu chuyện ghi ra rất là gọn, rất là ngắn ở trong Buddhacharita như vậy, nhưng mà rồi hình ảnh của Đức Thế Tôn với con mãng xà che chung quanh ngài đã là một nguồn cảm hứng của rất là nhiều thế hệ, và chúng ta thấy nhan nhản khắp nơi, từ Angkor Wat cho đến Pagan, cho đến những di tích, những động thạch khắc ở tại Ajanta Lora đều đặt để hình ảnh của Đức Thế Tôn ngồi thiền với Long Vương hay là Mãng Xà che đầu ngài, trở thành một trong những cái biểu tượng rất lớn. Đức Thế Tôn xuất hiện giữa cõi đời này với cái sự tín phục của chư thiên và nhân loại, và ngay cả con Mãng Xà cũng đến để mà hầu Phật, và có cái ý nghĩa gì đó đã len lỏi vào trong tâm khảm của những người Phật tử cũng như không phải Phật tử. Cho đến ngày hôm nay thì hình ảnh Mãng Xà Mujalinda vẫn còn có cái gì rất là nổi trội ở trong nền văn học của Phật giáo, trong nghệ thuật của Phật giáo. Thì thưa quý vị, chúng tôi dĩ nhiên khi mà gửi đến quý vị bản tin này thì chúng tôi không có nghĩ rằng là một số các vị đang nghe đài sẽ đến để xem buổi triển lãm này ở tại London, bởi vì chúng ta phần lớn thính giả của đài ở tại Mỹ. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng những vị thính giả nào ở tại London cũng nên ghé đến viện bảo tàng của Hoàng gia Anh để chúng ta có thể thưởng lãm những công trình này. Và những công trình này là những công trình nguyên tác chứ không phải là phiên bản, do những nhà sưu tập đã mang được về từ Ấn Độ. Và ngay cả ở tại trên quê hương Ấn Độ thì những công trình này đã không còn, người ta chỉ còn là những hình ảnh được chụp lại và in trong những tác phẩm về nghệ thuật Phật giáo. Tất cả cho chúng ta thấy rằng có những cống hiến rất lớn, có những cái biểu đạt hết sức là ý nghĩa qua nghệ thuật của tranh vẽ, của điêu khắc. Nhưng mà theo dòng thời gian, nói như lời Đức Phật dạy là tất cả pháp hành đều là vô thường. Bậc ở đời tay lại trao tay, thay ngôi đổi chủ từ người này sang người khác. Và khi người ta thực hiện những công trình này thì ít có khi nào người ta nghĩ rằng một ngày nào đó những cái tác phẩm nghệ thuật này sẽ vượt đại dương, đi xuyên qua những đại lục và cuối cùng lại đến một đảo quốc như Anh Quốc, rồi nằm ở trong viện bảo tàng một nơi xa xôi như vậy. Tuy nhiên tất cả những điều này nói lại là một cái hình ảnh mà đối với tất cả chúng ta, cuộc sống là vậy, lịch sử là vậy, nền văn minh của nhân loại là vậy, có bao nhiêu là biến thiên, bao nhiêu là thay đổi. Thưa quý vị, một năm vừa qua tất cả chúng ta cũng đã trải qua rất là nhiều những thay đổi trong cuộc sống của mình, từ ngày đầu tiên của năm cho đến những tháng ngày sau đó và cho đến mùa lễ hội này. Tuần tới này chúng tôi sẽ trở lại để nhìn lại một năm vừa qua, và dựa trên điều đó thì chúng ta thử có những giây phút lắc động để hỏi rằng quá khứ, và một quá khứ rất gần, đó là 12 tháng vừa qua, nó để lại trong lòng chúng ta những dấu ấn gì. Xin kết thúc phần bản tin Phật giáo ngày hôm nay. Trân trọng kính chào và kính chúc toàn thể quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đường Về Vãnh Giác một ngày an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.